Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng vẫn vào. Chúng ta đã có mặt vào bán kết rồi. Tôi đã không dám nhìn vào màn hình. Rất nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam có lẽ cũng đã không dám nhìn vào màn hình. Xuất hiện ngay từ đầu và có cú đá đầu tiên của chúng ta, cú đá phạt của Quang Hải. Dứt điểm. Bàn thắng đầu tiên của hãng. Bàn thắng mở tỷ số đến ở phút thứ 13. Một pha tung người móc bóng của Phan Văn Đức. Và nhiệm vụ còn lại của Công Phượng là khá dễ dàng với một pha chạm bóng rất cảm giác. Rất cảm giác, đúng là như vậy. Và thật bất ngờ khi chúng ta ghi bàn vào lưới một đội có chiều cao tuyệt vời ở một tình huống cố định. Tiến Dũng không tham gia cụ thể vào tình huống này, nhưng áp lực mà anh tạo ra cho hậu vệ đối phương là không. Mọi thứ đã qua đi. Những pha bóng như vậy thường được cầu thủ Iraq triển khai rất tốt. Và cũng có thể thấy trong tình huống này, nếu như đó là một pha chạm bóng tốt hơn nữa của Hussein. Tiếp tục là một quả tạt. Trọng tài người Australia thổi penalty. Trọng tài Christopher Pitt đã chỉ thẳng tay và chấm phạt đền. Tiến Dũng với Mèn Hussein. Rất tiếc. Rất tiếc. Nếu như Tiến Dũng lại không đổ người như ở trận đấu gặp U23 Hàn Quốc thì có thể anh đã cản được cú đá của Emen Hussein. U23 Iraq đã có bàn thắng ở thời điểm họ đang gặp khó khăn. Vô cùng đặc. Bóng vẫn trong sân. Công Phượng không việt vị. Xuân Mạnh cú vào hậu. Ở tình thế rất khó. Chuyền dài của Xuân Trường. Công Phượng đang chỉ có hai cầu thủ áo đỏ. Công Phượng, một pha bóng đầy táo bạo của người đã mở tỷ số trận đấu. Quả đá phạt góc cho chúng ta, nhưng đúng là các cầu thủ của chúng ta đang có được sự tự tin rất lớn. Một pha bóng điển hình trong cách chơi mà U23 Việt Nam với nhiều cầu thủ đã thể hiện cùng nhau trong nhiều năm qua. Một cú phát bóng dài của Xuân Trường. Bây xa. Lại là Eman Hussein. Đã có một pha đánh đầu. Bước chạy và di chuyển vừa rồi cũng như góc máy vừa rồi đủ để thấy là sự khác biệt lớn vào Đức Trinh và Văn Toàn. Đức Huy. Tạt bóng của Đình Trọng. Thiên Dung ạ, chúng ta hãy dành khoảng lặng này mà không phải bình luận gì nữa, vì tất cả đã nói lên, ý nghĩa của nó đã được nói lên tất cả rồi. Một tình huống đã nói lên tất cả về cách dùng người của huấn luyện viên Park Hang-seo, về tinh thần chiến đấu của những chiến binh áo đỏ mạnh bậc nhất.
Đá phạt của Xuân Trường. Đánh đó! Một pha băng cắt, một pha băng cắt máu mực, và Đức Trinh đã hạ đối phương theo đúng cách mà Hussein đã đánh bại chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ tiến vào bán kết là hoàn toàn xứng đáng dù thời gian vẫn còn. Rất nguy hiểm. Đây là một pha xử lý quen thuộc của Alamawi. Chúng ta có bàn thắng vào lưới U23 Malaysia một cách gần tương tự thế này. Vũ Văn Thành và Fahim. Wow! Nhận một chút áp lực trong ánh mắt của Văn Thành, đó là một điều bình thường với một cầu thủ phải lĩnh sướng đầu tiên. Ahmed Basim đã đoán đúng hướng sút. Tiến Dũng đã có thể ngăn cản quả penalty trong trận. Tiến Dũng, come on! Rất giống với cú đá mà đứng im để ôm gọn cú sút của đối phương. Anh Dũng có để ý những động tác chân của Tiến Dũng hay không? Đó là một động tác. Tôi thấy Quang Hải rất tự tin. Đúng là như vậy. Tự tin để tạo ra một hai cú đá của Văn Thành và Quang Hải đều vào cùng. Tiến Dũng và Hussein. Lần này là một cú đá tốt hơn. Hussein nhen nhóm hy vọng cho U23 Iraq. Cú đá rất tốt của Xuân Trường. Vẫn là góc bên phía trái. Cú đá tiếp theo của đội bạn. Đây là cú đá của người đã gỡ hòa 3-3. Vẫn là một cú đá chính xác của Đức Trinh. Và vẫn là một người Park Hang-seo trong buổi tập ngày hôm qua hay không? Vọng thay đổi hàng công. Rất tiếc. Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng vẫn vào. Chúng ta đã có mặt ở bán kết rồi. Tôi đã không dám nhìn vào màn hình. Rất nhiều người hâm mộ U23 Việt Nam có lẽ cũng đã không dám nhìn vào màn hình.